Xin chào các bạn nhé. Video tiếp theo ngày hôm nay thì mình lại quay một cái camera Zosi ngoài trời gửi cho anh Phạm Văn Đảm ở Lâm Định. Mình sẽ lấy hàng và test gửi. Một thẻ nhớ 32 GB nhé. 64. Và đây là một bộ nhá, một bộ camera Zosi ngoài trời, chất lượng là 3.0. Thì bộ này chúng ta sẽ có một cái camera này, một cái bộ nguồn này, một chân đế này được đi kèm này, và một thẻ nhớ SanDisk 32 GB. Đấy, tốc độ ghi đọc 80 MB chuẩn của công ty nhé. Đấy, thì mình sẽ làm video test luôn cái camera này và thẻ nhớ cho anh Đảm ở Nam Định. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp. Đây là cái bộ nguồn. Camera đây, sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, bên trong hộp thì sẽ có camera và hai cái vít. Hai vít này mình sẽ gắn vào đây để không bị mất này. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ tháo bốn con ống vít này ra và gắn luôn thẻ nhớ vào để test thẻ nhớ luôn. Đây, sau khi bốn con ốc đã được tháo ra thì ta sẽ lấy cái lắp này ra. Đây, bên trong này ta sẽ có loa này, có mic này, có cái gioăng để chống nước nhé. Rồi tiếp theo thì mình sẽ gắn thẻ nhớ vào. Đây. Rồi bây giờ thì mình kết nối nguồn điện vào này. Đây, cắm vào đây. Cái này cắm điện. Đấy. Thì khi cung cấp điện xong cái là nó sẽ có đèn báo nháy sáng lên. Là ok. Rồi tiếp theo thì ta sẽ dùng điện thoại để cài đặt luôn này. Thì anh Đảm muốn xem được video này thì có thể làm theo hướng dẫn cài đặt này luôn cũng được nhé. chúng ta sẽ cài cái phần mềm Zosi. Đấy. Cài phần mềm Zosi và đăng ký một cái tài khoản Zosi ở đây. Đang chờ kết nối. Đấy. Thì lúc này ở trên camera nó sẽ báo là đang chờ kết nối này. Chúng ta sẽ kết nối luôn nhé. Đấy. Ta sẽ nhấn vào cái dấu cộng này. Chọn là kết nối nhanh nhé. Trường hợp nếu như camera chưa phát được ra cái tiếng kêu như này đấy, thì các bạn hãy nhấn cho mình vào cái nút reset ở đây. Giữ một lúc thì chúng ta sẽ reset được về mặc định. Rồi, sau đó ta nhấn vào chữ nghe thấy tiếng đu đu rồi. À, nếu trường hợp mà nó hiện ra như thế này, các bạn hãy bật cho mình cái wifi lên này. Đấy, bật wifi này. Đấy, và tắt dữ liệu di động này. Bật vị trí lên. Đấy, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm được nhé. Đấy, nó tự động nó sẽ dò thấy wifi và ta chỉ cần nhập cái mật khẩu wifi ở đây rồi chọn tiếp tục. Đấy, thấy luôn cái sóng này, ta bấm vào đây. Cái sóng này là sóng của wifi camera. Đấy, nó đang kết nối, các bạn chờ một lát thôi. Đang kết nối, vui lòng chờ đợi. Việc cài đặt này thì khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần làm vài thao tác là đã kết nối rồi. Thì để đặt mua hàng, các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0975723045. Rồi đây mình sẽ đặt tên cho thiết bị nhé. Mình lấy những cái tên thường có ở đây chẳng hạn. Rồi xác nhận và kiểm tra này. Kiểm tra thiết bị. Đó, và chúng ta đã thấy được hình ảnh luôn này. Thì hiện tại đây là cái hình ảnh SD. Mình sẽ chuyển sang cái hình ảnh Full HD cho các bạn xem này. Đấy, Full HD thì hình ảnh nó sẽ mượt và nó đẹp hơn. Rất là rõ nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Hiện tại thì mình đang quay vào buổi tối.
Tí nữa mình sẽ test chế độ ban đêm luôn. Bây giờ về chức năng này, chức năng mình sẽ test kiểm tra loa mic luôn này. Đấy. Mình sẽ đặt nghiêng lên để cái loa này nó không bị che. Rồi. Alo. 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 Đấy. Loa mic ok, bây giờ test mic này. Alo. 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 Đấy, đã có tiếng nhá. Rồi bây giờ chế độ đèn này. Đấy, đèn led. Đây đèn led này. Bốn đèn led rất là sáng. Nhìn ban đêm thì cực kỳ rõ luôn nhé. Đấy, rất là led. Tắt đi này. Đấy. Test thẻ nhớ nha. Và cài đặt này. Chọn thiết lập ghi hình này. Đấy, nó đã nhận là đủ 30.424 mb và đã chạy được lưu được là 37 mb rồi. Đấy, như vậy mà thẻ đang hoạt động rất là tốt. Đó. Ở đây có các loại chế độ báo động này, các bạn sẽ tìm hiểu thêm nhé. Đấy. Hình ảnh hiện tại mình đang quay là ban đêm nhé. Bây giờ mình sẽ tắt hết điện đi và test thử cho các bạn luôn là chế độ không có điện thì nó như thế nào. Ở đây mình đã tắt hết tất cả điện đi rồi, tối om luôn. Đây. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây là chế độ ban đêm. Ban đêm và mình bật đèn lên thì nhìn cực kỳ nét luôn. Đấy. Quá nét. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt đèn đi nhé. Đấy. Thì nó sẽ chuyển sang chế độ đèn hồng ngoại. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất là sáng và nét nữa. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ bật điện trở lại. Đây thì ánh sáng yếu thì nó cũng vẫn là rõ, rất là rõ. Rồi bây giờ thì mình sẽ cài đặt xóa đi nhé. Đây, xóa thiết bị. Ok. Khôi phục thành công. Các bạn xem video thì hay thì có thể like và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Và để theo dõi video mới nhất của mình thì các bạn nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.